Xin chào cả nhà, một ngày mới là bắt đầu rồi. Những tia nắng chiếu lung linh thật là đẹp. Hôm nay là ngày 8 tháng 4 năm 2022 và mình đang trên đường đến bệnh viện đa khoa Tâm Anh ở Tân Bình để làm thủ tục nhập viện, phẫu thuật dây chằng chéo trước. Chờ lịch mổ của bác sĩ Vũ bữa giờ sốt hết cả ruột, nhưng cuối cùng thì ngày đó cũng đến rồi. Và cũng như bao lần trước, làm thủ tục nhập viện sẽ phải khám bệnh lại một lần nữa, đo huyết áp, khai báo thông tin và phần này là nhức đầu nhất nè, đó là nộp cọc chi phí phẫu thuật, khá đuối đấy. Và không gian của bệnh viện thật sự làm mình rất là thoải mái, phòng ốc sạch đẹp, hiện đại. Nhân viên hướng dẫn thì nhiệt tình với chu đáo. Mình là thằng rất là sợ bệnh viện nhưng lần này đúng là một trải nghiệm thật sự khác biệt đó nha. Xin chào cả nhà, và hiện tại mình đang ở bệnh viện Tâm Anh cùng với vợ của mình để làm thủ tục nhập viện. Nơi nhập viện vợ theo chăm mất mùa luôn. Đây là giường bệnh của mình. Chồng nó cũng khá hiện đại chứ nhỉ, áo, mền, quần, gối, khăn tắm đầy đủ. Bên kia còn có tủ lạnh nữa, quá đã luôn. Nhìn phòng bệnh mà cứ tưởng là khách sạn 3-4 năm sao gì đó không à. Wow, nhìn đã thiệt. Ngồi xuống tí nào. Ồ, bên kia còn có cả tivi nữa. Trời, đi mổ mà cứ như đi du lịch nghỉ dưỡng vậy ta. Kế bên phòng thì có một người nằm cùng nữa, vậy là một phòng giờ sẽ có hai người. Đi tham quan toilet tí xíu nào. Phần này quan trọng nè. Có vòi sen tắm nè. Bồn đi tiểu vệ sinh nè. Bồn rửa mặt nè. Rồi kem đánh răng. Rồi bàn chải răng đầy đủ luôn. Có gương nữa. Chà, đẹp trai nhỉ. Áo cũng đẹp. Ra ngoài xíu nào. Cửa thì được làm bằng gỗ rất là đẹp. Có cái khóa rất là hiện đại. Ở ngoài không gian sáng sủa. Nhưng mà giờ thì mình cũng không được đi đâu hết. Chỉ được ở trong phòng chờ bác sĩ lên thôi. Thôi, vô thay đồ nè. Đây là thạc sĩ bác sĩ Trần Anh Vũ, phó giám đốc trung tâm chấn thương chỉnh hình của bệnh viện, người sẽ phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo trước cho mình với phương pháp là sử dụng mảnh ghép dây chằng nhân tạo. Máy còn quay chưa? Nó đâu? Máy còn quay không? Đâu, vì cái mâm chày mình đi ra trước. Nên là thời gian hồi phục mình sẽ rút ngắn lại một cách tối đa để hạn chế cái tình trạng mà nó teo cơ ra. Nha. Và cũng mổ chỉ kéo dài trong tầm 30 phút thôi. Nha. Và sau 30 phút anh sẽ nằm lại ở một hậu phẫu tầm 2 tiếng. Nha. Để anh ta theo dõi sức khỏe của mình. Sau 2 tiếng mình trở về đây rồi mình muốn ăn uống gì cũng được. Nha. Và sau mình nằm viện tầm có 2 ngày. À, tới ngày thứ hai là tới ngày đầu tiên sẽ có người tới tại giường tập luyện cho mình. Tập về sức cơ, tập về ROM, tập vận động ha, à, chăm sóc vết thương, nghe tất cả sẽ được làm cho điện nghe tại giường ha. Này sẽ không nhóc luôn, xì mổ gối bên trái ha. Cái sự khác biệt nằm ở đây nè, cái đùi này nó sẽ theo cơ rõ ràng ở đây ha. Mặc dù sau khi mình bị chấn thương đứt dây chằng á, mà dù mình tập luyện cỡ nào cũng vậy thì cái cơ tức là đùi này nó sẽ không có bự lên được, bởi vì cái lực nó truyền vô nó không căng được cái vùng cơ vùng tức là đùi, cho nên anh biết là anh tập luyện rất nhiều nhưng mà vấn đề cái cơ nó không lên được, nên so sánh rõ ràng bên này cầm lên đúng rồi, vuốt cầm thì cầm cái này luôn ha, nó rất rõ ràng cái vùng cơ này nó sẽ khác biệt giữa hai bên. Nếu tình trạng này mình kéo dài á, mình để càng dài á, hay là cái chiều khoảng cuộc mổ càng dài á thì cơ sẽ càng teo, và để thời gian mà nó phục hồi lại gần như trong bên kia sẽ dài tầm tới 1 năm đến 1 năm rưỡi. Cho nên là nếu mà mổ còn không bất thường á, thứ nhất mình sẽ mất hai con gân ở đây ha, hai con gân này khi mình mất sẽ làm cái cơ đùi mình nó teo hơn được. Thứ hai nữa, thời gian phục hồi á, ít nhất sau 3 tháng em mới tập luyện mạnh được, lúc đó thời gian phục hồi sẽ kéo dài ra được ha. Thứ ba nữa là những cái trường hợp mà lấy gân từ thân á, sẽ có một vài trường hợp là độ dài nó không có đủ ha, cái gân mình tái tạo nó không có bự được,
Thường những gân trong đầu gối của mình sẽ bự bằng của ngón tay của mình ha. Nhưng mà nếu mà cái gân mà nó teo như vậy á ha, hoặc là những trường hợp những bệnh nhân mà cái cơ người ta nhỏ bẩm sinh rồi đó, thì gân lấy chỉ như đây. Khi mà gân mà gắn người mình không đủ lực để mình hoạt động mạnh ha. Nếu đi tới đi lui trong nhà hay là đi chợ thì ok, ngồi chỉ ổn. Nhưng mà đến để mà cho thể thao một chuyên nghiệp á, hay là hoạt động mạnh như em á, thì cái gân như vậy không đủ. Đó là lý do vì sao anh đưa ra phương pháp mổ là tái tạo phần gân nhân tạo, thì nó vừa đủ độ lực, vừa đủ độ dài, và điều quan trọng nó không hết hình gân này của em. Và từ đó chúng ta có thể phục hồi một cách nhanh hơn, có nghĩa là sau tầm quá trình một tuần mà thể em chống chân đi gần như bình thường, và chạy là sau một tháng nha, trở lại thể thao tầm 3 đến 4 tháng. Đó là cái điều mà anh hy vọng thầy cho em, là tới cho những bạn chơi thể thao chuyên nghiệp hoặc bán chuyên để giúp cho các bạn phục hồi cách sớm hơn. Ok ha, chúng ta thấy rất rõ ràng cái cơ nó theo hơn. À, giờ phương pháp mổ đã rõ ha, mọi chuyện đã được sắp xếp đủ rồi. Chút xíu nữa sẽ có thêm một phương pháp nữa là mình sẽ ngâm sợi chằng với collagen để giúp cho cái gân mọc nhanh hơn, thì cái đó sẽ, anh sẽ vẫn tác dụng ở cái mổ này thì giúp em hồi phục nhanh. Ok vậy nha. Trời ơi, giường bệnh nè anh em ơi. Đó, ẩn cái nè, ngã xuống nè. Ẩn cái nó chạy lên. Go. Đây cười cười vậy chứ hồi lát nữa vô nó chích một cái chắc khóc luôn. Ông sợ bữa giờ chú. Chú đi trước mà. Dạ chú. Chích cái em lắm đúng không chú? Em. Dạ. Sau 30 phút của ca phẫu thuật và 2 tiếng nằm dưới phòng hồi sức, giờ mình đã về phòng rồi. Mình phải nằm tiếp như thế này thêm 6 tiếng nữa để tan hết thuốc tê. Nếu mà cố gắng ngồi dậy là sẽ bị say sẩm mặt mày. Cảm giác lúc này là không thấy đau đớn gì cả, nhưng mà đợi tan hết thuốc tê đi rồi sẽ biết. Hello cả nhà. Và tính đến giờ là 8 giờ rưỡi sáng. 8 giờ rưỡi sáng ngày thứ hai ở Bệnh viện Tâm Anh Hospital. Tính ra là chờ 10 tiếng sau khi phẫu thuật xong rồi ha. Và chân mình được bó như thế này đây. Và được dẫn truyền cái này. Này gọi là máu bầm. Dẫn máu bầm nha. Cả đêm vật vả và nhức nhối cũng qua rồi đó. Trong quá trình phẫu thuật thì mệt nhất là đêm đầu tiên thôi. Qua được đêm này là êm luôn đó cả nhà. Y tá sẽ thay băng rồi rút ống dẫn máu bầm ra. Nó cũng khá thốn đấy. Nhìn mặt mày thì anh em biết rồi hen. Nhưng rồi cũng xong thôi. Sau đó mình sẽ được tập vật lý trị liệu ngay tại giường bệnh này luôn. Đang chạy máy nè anh em, hoành tráng không, máy này nó tự co ha, co duỗi cho mình làm quen với lại cái vận động và có chạy điện để giảm đau. Ok ha, chạy được đến 20 phút rồi. 20 phút cảm thấy khá êm.
Đây là bác sĩ Vũ, vật lý trị liệu trong bệnh viện Tâm Anh. Bác sĩ đang hướng dẫn mình các bài tập vật lý trị liệu để mình có thể tự tập ở nhà. Các bài tập này cũng khá đơn giản. Hôm khác mình sẽ chia sẻ kỹ hơn về các bài tập này nhé. Cái dây chằng nó nguy cơ nó giãn, nó đứt hay gì đó là sao? Một, sống cái chân. Hai, bước trượt nước hoặc bước xuống cầu thang hụt trượt ra thế này, nó sẽ đứt. Còn nếu mà cứ giữ nó đứng như vậy là dây chằng an toàn. Cái khớp gối nên lý do là đứng lên có cái nẹp diêm dây đồng đầu cho nó an toàn chút xíu. Đó là cái cơ chế của nó sẽ bị bất ngờ, nó sẽ té đứt. Nghĩa là một là đứng thế này, dặn cái chân bất ngờ xoay. Thứ hai đi trượt nước cái gì, trượt chân ra. Thứ ba đang bị cắm vậy nè, cắm gập cái chân lại mà cái cơ yếu quá nó không có giữ lại được. Thì hai cái cục xương này nè, hai đầu xương nó sẽ dạt như vậy là đứt cộng dây ra. Đó là những cái nguy cơ sẽ xảy ra. Rồi, bây giờ đứng lên dịnh này. Cúi người ra chứ đứng lên. Ok, đứng là ổn luôn, đau. Không đau đúng không? Không, không. Không chạy hay chạy? Chưa quen. Dạ, ổn. Từ từ, đứng thở, dịnh. Tập sang lực qua chân từ từ cho nó im im qua chân từ từ. Bước chưa chậm tí, rồi kéo đi vô. Rồi, bước vô tí. Em ạ. Rồi, đi ngang đây. Từ từ nó tiếp tục. Cái này có nẹp gym bảo vệ lại nó sẽ không gặp được vấn đề gì cả. Không có nẹp mới còn gì khác nữa. Rồi, đi trong bây giờ mình sẽ đi có hơn. Mình định là mình đi ra ngoài mình tập cái chữ ô mình định tường. Nhẹ nhàng thôi ha. Ok không? Có đừng cái bàn ở chỗ á. Rồi, được rồi. Xoay lại đây, dịch vô vách tường một tí lần. Dịch vô đi. Rồi, dịch vô. Rồi, đi vô đi. Đứng lại. Đau gì không? Không đau. Thấy căng căng. Rồi, cứ làm từ từ. Thì cái bình chân 90 trước đi. Rồi duỗi ra thế này, rồi kéo vô 90. Làm từ từ nó sẽ vô 90 giống chân kia. Rồi từ đó thì muốn đi vô nữa mới nổi chứ giờ mà đẩy cái chân anh ép vô bụp là cũng đau thôi. Mà mới ngay 1-2 ngày thì thôi từ từ. Đây là một cái bình 1 lít. Và mình với đôi chân mới phẫu thuật xong đâu có thể gì đâu đâu. Nên ngồi đây tè luôn. Tè vào bình này nè. Sau đó đậy nắp lại rửa. Đó, hay không? Thì qua đây thì cũng cảm ơn những anh em user của kênh YouTube của Thi Tai Soccer đã donate cho mình trong thời gian qua về để hỗ trợ mình cái chi phí phẫu thuật chân ngày hôm nay. Thì chi phí tổng hợp được của mình đó là 15.150.000 tính từ tài khoản ACB lẫn của Momo luôn. Trong đó thì có một bạn không biết tên gì đó. Bạn tên mình để ở đây nha. Bạn đồ này cho mình 4 triệu. Mình cũng khá bất ngờ không biết các bạn có dư số 0 không. Nếu bạn dư số 0 thì bạn comment cho mình biết nha. Và cũng cảm ơn nhãn hàng Resport lẫn bên đơn vị sản xuất dây chằng nhân tạo cũng đã hỗ trợ cho mình một phần kinh phí cũng khá rất là lớn để tiến hành cái phẫu thuật này. Phẫu thuật thay dây chằng nhân tạo, một phương pháp mới của bệnh viện Tâm Anh. Thì cũng cảm ơn bệnh viện Tâm Anh lẫn bác sĩ Vũ đã hỗ trợ hết mình cho mình trong cái đợt phẫu thuật lần này. Bình thường không biết là mấy bạn đi bệnh viện ở quận hay là mấy bệnh viện khác sao, mình thấy nó hơi đáng sợ. Nhưng mà khi mình bước vào bệnh viện Tâm Anh, mình thấy giống như là mình đang vui vô một khách sạn 5 sao vậy đó. Đi đâu cũng có lễ tân, rồi người ta mặc đồ rất là giống như nhân viên của ngân hàng, tiếp đón rất là chu đáo và thoải mái. Thậm chí mình tới đây vô phòng nghỉ thì có tủ, có giường ghế rất hiện đại thế này. Đó, ngã xuống rồi ngồi lên, rồi có cả tivi, có cả toilet rất là đẹp và đầy đủ tất cả dụng cụ ở đây.
Vợ mình đi theo cũng có một cái ghế ngủ bên đây rất là thoải mái, có tủ lạnh nữa. Đó, nói chung là mỗi dịch vụ cực kỳ tốt tại bệnh viện Tâm Anh luôn. Mình cũng lăn tăn về từ ra cái dây chằng nhân tạo này cũng khá là mới. Không có một cái người nào kiểm chứng cho cái sợi dằn này, tại vì nó mới xuất hiện ở Việt Nam năm 2021, tháng 10 năm đó là bắt đầu là Tâm Anh nó bắt đầu triển khai. Còn thực tế thì từ 2015 đến bây giờ thì dây chằng nhân tạo được sử dụng rất là nhiều ở Úc, rất nhiều ở Úc, Pháp và Đức. Mình có biết mọi thông tin ở Mỹ không xài dây chằng nhân tạo nha. Rồi, thì mình cũng thấy ở ở nước ngoài mình cũng có xem một vài phóng sự về một cầu thủ chuyên nghiệp bóng chày, không phải bóng chày, bóng bầu dục, họ thay dây chằng nhân tạo và tới giờ vẫn ổn. Thì ở Việt Nam thì chắc cũng được tầm gần 100 người từ tháng 10 tới giờ, cũng do bác sĩ Vũ làm thôi. Thì mình cũng đắn đo, tại ra là mình không biết là nó sẽ xài được lâu hay bền không, nhưng mà mình tin đây là một cái phương pháp mới và một cái đột phá của y học Việt Nam trong thời gian tới. Đó là những cái mình biết về dây chằng tạo. Nếu anh em biết gì thêm về chằng tạo thì comment dưới cho mình biết nha. Và video clip này chỉ là ngày 1 và ngày 2 của mình tại bệnh viện Tâm Anh. Sẽ còn những ngày tiếp theo nữa, anh em cùng chờ xem trên kênh YouTube của Theo Soccer nha. Mình là Phạm Thi, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.